Nhớ trình bày trong cái bài trình bày hôm nay thì chúng ta biết là IDSA thì có một cái khuyến cáo để điều trị các bệnh nhân viêm phổi liên quan đến thở máy từ năm 2016 và được áp dụng rất là rộng rãi. Ở bên cạnh đó thì hội các cái hội hồi sức cấp tích cực châu Âu và hội là đồng châu Âu hay là hội nhiễm khuẩn châu Âu cũng đưa ra một khuyến cáo tương tự như khuyến cáo của Mỹ IDSA vào năm 2017. Ở Việt Nam thì cũng có một cái khuyến cáo của Hội Hô hấp Việt Nam phối hợp cùng Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam đưa ra một cái khuyến cáo chẩn đoán và điều trị viêm phổi biểu hiện viêm phổi thở máy xuất bản năm 2017. Và cái khuyến cáo này cũng đa phần cũng tương tự như cái khuyến cáo của IDSA 2016. Thế ngoài ra thì em cũng xin cập nhật một số cái hướng dẫn mới của IDSA 2022. Đấy là cập nhật về những cái khuyến cáo về để điều trị các cái vi khuẩn gram âm đa kháng và đa kháng, trong đó thì có các vi khuẩn về Enterococcus, về thực phẩm màu xanh, về Acinetobacter baumannii. Thì tiếp theo là về định nghĩa, chúng ta biết là viêm phổi bệnh viện được định nghĩa là viêm phổi xuất hiện sau khi bệnh nhân vào viện 48 giờ mà tại cái thời điểm bệnh nhân nhập viện không có biểu hiện hoặc là không có ủ bệnh tại thời điểm bệnh nhân nhập viện. Còn viêm phổi liên quan đến thở máy, viết tắt là VAP, VAP, tức là viêm phổi xuất hiện sau khi bệnh nhân được đặt ống nội soi 48 giờ. Và hai cái nhóm bệnh này thì được xem là hai nhóm bệnh riêng biệt về cái căn nguyên vi sinh gây bệnh cũng như là về cái điều trị, nó cũng là hai nhóm bệnh riêng biệt. Thế thì về cái hậu quả của viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì nó gây kéo dài thời gian nằm viện và gây cái kéo dài thời gian thở máy. Cái nghiên cứu của Hội châu Âu thì đưa ra người ta thấy rằng là trung bình mỗi bệnh nhân nếu như bị mắc phải viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì cái chi phí điều trị tăng lên khoảng 40.000 đô cho một bệnh nhân và cái tỷ lệ tử vong của viêm phổi bệnh viện lên đến 70%. Trong đó thì nếu bệnh nhân bị viêm phổi thở máy thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân so với các bệnh nhân không bị viêm phổi thở máy là tăng lên khoảng 10%. Đây là một cái nghiên cứu năm 2012 về tác động của viêm phổi thở máy lên cái kinh tế, thì tức là chúng ta có thể thấy là gì? Thời gian nằm viện của bệnh nhân kéo dài trung bình khoảng 13 ngày, thời gian nằm ICU là 9 ngày, thời gian phải thở máy kéo dài trung bình là 11,5 ngày, tức là cái thời gian mà bệnh nhân phải phải chịu cái gánh nặng tăng thêm là chiếm vào khoảng 40 đến 50% so với việc là bệnh nhân không bị viêm phổi thở máy. Thế để chẩn đoán thì chúng ta dựa theo cái khuyến cáo chẩn đoán của phối hợp hội hô hấp và hội sức cấp cứu chống độc Việt Nam năm 2017 đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì rất là rõ ràng. Khi bệnh nhân có một trong ba cái dấu hiệu, thứ nhất là nhiệt độ trên 38 hoặc là dưới 36 độ, có loại trừ các nguyên nhân khác. Cái tiêu chuẩn thứ hai là tăng bạch cầu, được định nghĩa là trên 12 giga trên lít hoặc là giảm bạch cầu dưới 40 giga trên lít. Và tiêu chuẩn thứ ba là thay đổi ý thức ở bệnh nhân trên 70 tuổi, là loại trừ các nguyên nhân khác. Thì có một trong ba cái dấu hiệu đấy cộng thêm ít nhất hai trong bốn cái dấu hiệu bao gồm là đờm mủ hoặc là thay đổi tính chất đờm hoặc tăng chất đờm hoặc tăng nhu cầu hút đờm. Cái dấu hiệu thứ hai là ho tăng hoặc là khó thở hoặc là thở nhanh tăng lên. Dấu hiệu thứ ba là nghe phổi thì có gian. Dấu hiệu thứ tư là xét nghiệm thì máu thì thấy là xấu đi, biểu hiện bằng giảm oxy máu, tăng nhu cầu oxy hoặc là bệnh nhân cần phải thở máy. Một trong ba cái tiêu chuẩn ở trên cộng thêm hai trong bốn cái tiêu chuẩn ở dưới cộng thêm một cái tiêu chuẩn ở trên chẩn đoán hình ảnh nữa là tổn thương mới xuất hiện hoặc tổn thương tiến triển trên phim phổi không mất đi nhanh, có thể chụp X quang hoặc các lớp vi tính phổi thì chúng ta có thể chẩn đoán là bệnh nhân bị viêm phổi bệnh viện hoặc là viêm phổi thở máy. Đây là cái hình ảnh mà X quang chúng ta có thể thấy là một cái hình ảnh tổn thương mới trên phim chụp X quang và không mất đi nhanh ở bệnh nhân mà có thể là đây là viêm phổi viện, bệnh nhân không có đặt ống thở máy, bệnh nhân xuất hiện cái tổn thương này sau 48 giờ, trên 48 giờ, từ 48 giờ trở lên sau khi vào viện và ở thời điểm bệnh nhân vào viện, bệnh nhân không có ủ bệnh, không có dấu hiệu của viêm phổi thì chúng ta chẩn đoán là viêm phổi viện. Và như thế chúng ta thấy là gì, chẩn đoán về cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì chỉ cần dựa trên các cái dấu hiệu về lâm sàng, có thể dựa vào bạch cầu máu và X quang. Và chúng ta cũng không cần phải xét nghiệm các cái marker nhiễm trùng khác, ví dụ như là vô calcitonin, CRP hay là ferritin để khẳng định chẩn đoán bệnh nhân có viêm phổi bệnh viện trong một thở máy.
chúng ta chỉ cần dựa vào lâm sàng, dựa vào bạch cầu máu và thêm phim X-quang phổi nữa là chúng ta đã có thể chẩn đoán được rồi. Thế khi chẩn đoán rồi thì chúng ta sẽ phải chẩn đoán nguyên nhân, nguyên nhân gây bệnh, nguyên nhân gây viêm phổi thở máy, và đấy là bằng cách là chúng ta nuôi cấy cái vi khuẩn trong đờm, đúng không? Và khi mà nuôi cấy vi khuẩn trong đờm thì chúng ta sẽ có hai cái biện pháp để chúng ta lấy bệnh phẩm. Đấy là biện pháp không xâm nhập và biện pháp xâm nhập. Với biện pháp xâm nhập, không xâm nhập thì chúng ta có thể lấy đờm khạc bằng cách để cho bệnh nhân xúc họng, cho bệnh nhân ho khạc đờm vào trong một cái cốc vi khuẩn mà chúng ta đi nuôi cái cốc bệnh phẩm đấy. Cái cách thứ hai để chúng ta lấy bệnh phẩm không xâm nhập đấy là sử dụng khí dung. Nếu bệnh nhân khó ho khạc đờm và chúng ta có thể là khí dung nước muối ưu trương 2 đến 10% trong 15 đến 30 phút. Sau đó thì cho bệnh nhân khạc đờm ra. Và cái cách thứ ba mà chúng ta có thể lấy bệnh phẩm không xâm nhập đấy là sử dụng đờm hút hầu họng, dùng một cái ống xông vô khuẩn nó hút hầu họng bệnh nhân để lấy cái đờm ở vùng hầu họng mang đi xét nghiệm và mang đi nuôi cấy. Thế thì khi mà chúng ta làm những cái biện pháp lấy bệnh phẩm không xâm nhập như thế thì có thể là dễ dàng để gây cái tán nhiễm vi khuẩn trong cái quá trình chúng ta lấy bệnh phẩm. Thế thì để mà giảm thiểu cái nguy cơ tán nhiễm vi khuẩn thì có các cái biện pháp lấy bệnh phẩm xâm nhập. Thì đấy là biện pháp chọc qua cái màng giáp khí quản, sau đấy thì dùng xi lanh để hút cái đờm ra và mang cái bệnh phẩm đấy đi nuôi cấy. Thứ hai là sử dụng cái biện pháp là nội soi phế quản và chải rửa phế quản phế nang hoặc là chải phế quản. Thì ở trong khoa sức tích cực thì chúng ta hay có cái đặt ống nội quản rồi chúng ta sẽ hút đờm qua ống nội quản. Thì nếu như chúng ta chỉ hút đờm, chỉ đưa cái ống xông vào hút đờm, hút cái dịch đờm ra và mang đi nuôi cấy thì cái động tác đấy của chúng ta vẫn được chỉ tính là lấy bệnh phẩm không xâm nhập thôi, là chúng ta hút dùng ống thông vô khuẩn hút đờm ở vùng họng thôi. Còn nếu như mà chúng ta muốn để xác định được cái bệnh phẩm đấy là không xâm nhập thì chúng ta sẽ phải làm cái rửa cái quả phế nang mù, tức là chúng ta đưa cái ống xông hút đến khi mà vào sâu trong ống nội quản và đến khi mà không thể để vào nữa thì chúng ta bơm nước muối sinh lý vào, chúng ta hút hết tất cả nước muối sinh lý đấy ra và sau đấy mang đi nuôi cấy, thì lúc đấy thì mới được xác định là bệnh phẩm nuôi cấy là xâm nhập và bệnh phẩm là vô khuẩn. Thế còn khi mà chúng ta lấy được bệnh phẩm và chúng ta nuôi cấy thì trên các cái labo vi sinh người ta sẽ có hai cái phương pháp nuôi cấy chính, đấy là cấy bán ninh lượng và cấy ninh lượng. Cấy bán ninh lượng là khi mà chúng ta nuôi cấy xong vi khuẩn mọc lên rồi thì chúng ta sẽ dựa vào cái nồng độ vi khuẩn ước lượng để đưa ra cái con số là 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng hay là 4 cộng cái vi khuẩn đấy. Còn định lượng thì chúng ta đưa ra luôn con số cụ thể là bao nhiêu vi khuẩn, nồng độ bao nhiêu vi khuẩn trong 1 ml bệnh phẩm. Thế thì các cái khuyến cáo về để chẩn đoán nguyên nhân thì đối với Mỹ năm 2016 của IDSA người ta khuyến cáo là chỉ cần cái bán định lượng thôi, các cái loại bệnh phẩm không xâm nhập là có giá trị để chẩn đoán rồi. Trong khi đó châu Âu năm 2007 thì người ta thấy là nên khuyến cáo là nên cấy định lượng để xác định là chính xác là nồng độ vi khuẩn là bao nhiêu, và các bệnh phẩm thì là nên lựa chọn các bệnh phẩm xâm nhập để đảm bảo cái tính vô khuẩn. Đấy. Việt Nam thì khuyến cáo năm 2017 của phối hợp hai hội thì cũng đưa ra là cũng chỉ cần là cấy bán định lượng bệnh phẩm không xâm nhập thôi là đã đủ cái giá trị để chúng ta chẩn đoán xác định nguyên nhân rồi. Bởi vì chúng ta các nghiên cứu cho thấy rằng là khi mà chúng ta cấy bán định lượng và bệnh phẩm không xâm nhập thì cái việc mà chúng ta lấy bệnh phẩm nó dễ dàng hơn, cái giá thành nuôi cấy nó rẻ hơn và cái giá trị so với việc là cấy định lượng bệnh phẩm không xâm nhập thì nó không thua kém việc là để chẩn đoán nguyên nhân. Và sau khi chẩn đoán thì chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân. Về nguyên tắc điều trị thì chúng ta có ba nguyên tắc chính. Thứ nhất là điều trị kháng sinh càng sớm càng tốt, giống như em đã trình bày từ ban đầu ấy, thì khi mà chúng ta có cái chẩn đoán là viêm phổi viện hoặc là viêm phổi thở máy rồi thì chúng ta phải cho kháng sinh sớm nhất có thể luôn. Khi mà đã có một cái chẩn đoán chúng ta chỉ dựa vào các cái dấu hiệu lâm sàng, bạch cầu máu và X quang phổi hoặc là CT phổi thì chúng ta chẩn đoán và chúng ta cho kháng sinh luôn. Và khi mà cho kháng sinh thì việc cho kháng sinh chúng ta sẽ phải là cho ban đầu theo kinh nghiệm, bởi vì chúng ta chưa có bằng chứng vi sinh thì chúng ta sẽ phải cho kháng sinh theo kinh nghiệm. Và khi mà cho kháng sinh theo kinh nghiệm thì sẽ phải lựa chọn cái kháng sinh dựa vào cái dữ liệu của vi khuẩn và mức độ của kháng kháng sinh hay là nhạy cảm kháng sinh của cái phổi vi khuẩn tại cái đơn vị của chúng ta. Và ngoài cái việc là dựa vào cái tình trạng là nguy cơ
nên nhiễm cái vi khuẩn đa kháng thì cũng cần phải dựa vào cái tình trạng là bệnh nhân có mức độ nặng như thế nào, viêm phổi có nặng hay không, để chúng ta lựa chọn xem là việc chúng ta có phải phối hợp thuốc kháng sinh hay không. Và cái nguyên tắc điều trị thứ ba là sau khi mà chúng ta có kết quả kháng sinh, có cái xét nghiệm vi sinh và kết quả kháng sinh đồ thì chúng ta sẽ phải đánh giá hiệu quả và điều chỉnh lại kháng sinh. Thường là sau 48 đến 72 giờ chúng ta có kết quả thì chúng ta sẽ đánh giá nếu bệnh nhân có đáp ứng với điều trị và kháng sinh ban đầu là phù hợp thì chúng ta cân nhắc là giữ nguyên kháng sinh hoặc là xuống thang. Đấy. Còn nếu như bệnh nhân không đáp ứng với kháng sinh điều trị và kháng sinh ban đầu chúng ta cho theo kinh nghiệm cũng không phù hợp với cái căn nguyên vi khuẩn mà chúng ta phân lập được thì chúng ta phải điều chỉnh lại, thay đổi kháng sinh phù hợp với cả kháng sinh đồ. Còn nếu như trường hợp thứ ba là kháng sinh đồ về cho thấy là cái kháng sinh mình đã dùng theo kinh nghiệm ban đầu đã là phù hợp rồi, thế tuy nhiên là tình trạng lâm sàng của bệnh nhân không phù hợp, không đáp ứng thì lúc đấy cân nhắc là chúng ta khuyến cáo là gì, là phải làm lại các cái xét nghiệm vi sinh, tìm các cái ổ nhiễm khuẩn khác hoặc là đánh giá tìm các nguyên nhân khác mà làm cho cái việc là bệnh nhân không đáp ứng với điều trị. Thế thì khuyến cáo kháng sinh theo kinh nghiệm như thế nào? Thì đối với ISD 2016 người ta cũng đưa ra khuyến cáo là giống như là cái nguyên tắc ban đầu, đúng là gì, là chọn kháng sinh dựa vào đặc điểm vi sinh vật tại cơ sở điều trị là vi sinh, loại vi sinh và tình trạng kháng sinh có nhiễm, nguy cơ nhiễm cái vi khuẩn đa kháng hay không. Thế thì vi khuẩn đa kháng được định nghĩa là gì? Vi khuẩn đa kháng thuốc hay là MDR, multi drug resistant, là vi khuẩn mà có sự kháng thuốc với ít nhất là một loại thuốc trong ba nhóm kháng sinh khác nhau dùng để điều trị cái loại vi khuẩn đấy. Một cái ý nghĩa thứ hai là vi khuẩn chưa kháng thuốc hay là XDR, extensively drug resistant, là vi khuẩn mà có sự kháng thuốc với ít nhất một thuốc trong tất cả các nhóm kháng sinh dùng để điều trị vi khuẩn đấy, trừ đi còn lại ít nhất là hai nhóm kháng sinh. Và một cái định nghĩa thứ ba là vi khuẩn toàn kháng thuốc hay pan drug resistant, PDR, là vi khuẩn mà kháng hết tất cả các loại thuốc có thể dùng để điều trị. Thế thì nếu như mà tất cả các cái vi khuẩn mà chúng ta nuôi cấy được thì đều là vi khuẩn toàn kháng thì gần như là tất cả các bệnh nhân chúng ta đều sẽ thất bại trong điều trị, bởi vì bệnh nhân đã vi khuẩn đã kháng hết tất cả các loại thuốc có thể dùng để điều trị. Đây là một cái ví dụ để chúng ta hình dung để hiểu được là các cái loại đánh giá là vi khuẩn đa kháng thuốc, vi khuẩn chưa kháng thuốc và vi khuẩn toàn kháng là như thế nào. Ví dụ ở đây là một cái danh sách các cái kháng sinh dùng để điều trị một loại vi khuẩn là trùng khuẩn màu xanh, thì chúng ta có thể thấy là ở đây có các nhóm thuốc bao gồm là aminoglucosid này, các carbapenem, cephalosporin, quinolone, penicillin và beta-lactama, ức chế beta-lactama, hay là monobactam, phosphonic acid và polymyxin. Nếu như mà vi khuẩn chúng ta nuôi cấy ra mà kháng hết tất cả các loại kháng sinh ở đây, chúng ta có thể liệt kê ra ở đây đấy, kháng hết như cái con số 1 ở đây thì đấy là vi khuẩn toàn kháng mà gần như là chúng ta thất bại với điều trị. Với nếu như chúng ta là bệnh nhân của chúng ta mà nhiễm phải cái vi khuẩn này. Loại thứ hai là vi khuẩn siêu kháng hay là XDR. Đấy là gì? Khi mà bệnh nhân cái con vi khuẩn này nó kháng thuốc với một trong tất cả các nhóm vi khuẩn nhóm kháng sinh để dùng để điều trị trùng khuẩn màu xanh, trừ lại hai nhóm, ví dụ ở đây là còn lại phosphonic acid hay là phosphomycin đấy và polymycin, là hai loại kháng sinh là polytin và polymycin B, thì con vi khuẩn này, con vi khuẩn số 2 này nó còn nhẹ. Tuy nhiên là nó đã kháng hết ở nhóm aminoglucosid thì đã kháng với gentamicin, ở nhóm carbapenem thì đã kháng hết toàn bộ ở đây, với cephalosporin đã kháng với cả cefepime, quinolone thì đã kháng với cả ciprofloxacin, penicillin và ức chế beta-lactama thì cũng đã kháng với cả picaxillin và acid vanic, monobactam thì cũng đã kháng nốt, và chỉ còn lại hai loại kháng sinh đấy là hai nhóm kháng sinh đấy là phosphomycin và polymycin là vi khuẩn này còn nhạy. Thì vi khuẩn như thế này thì được xếp vào nhóm là vi khuẩn siêu kháng thuốc. Còn nếu như mà các con vi khuẩn của chúng ta mà nhẹ nhàng hơn, cái là chỉ là vi khuẩn đa kháng thôi, tức là chỉ kháng với cả ba loại kháng sinh của ba nhóm khác nhau, ví dụ như ở đây cái con màu xanh thứ ba này nó chỉ kháng cả imipenem thuộc nhóm các carbapenem, kháng với cả ceftazidim thuộc nhóm cephalosporin và kháng với cả ciprofloxacin thuộc nhóm quinolone, thì còn lại là nó vẫn còn nhạy với cả tất cả các kháng sinh còn lại, thì được định nghĩa là vi khuẩn đa kháng thuốc. Thế thì vi khuẩn đa kháng thuốc nó cũng là một trong những cái thách thức mà chúng ta đã phẩm được bắt buộc phải điều trị đối với bệnh nhân, mà đặc biệt là bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực.
Thế thì chúng ta sẽ đánh giá xem là khi mà bệnh nhân có viêm phổi biểu hiện, viêm phổi thở máy đấy, thì bệnh nhân đấy có nguy cơ nhiễm phải cái vi khuẩn đa kháng thuốc hay không. Thế thì chúng ta có một cái khuyến cáo năm 2016 của IDD, đây người ta đưa ra cái bảng yếu tố nguy cơ để đánh giá xem là bệnh nhân có nhiễm phải vi khuẩn đa kháng thuốc hay không. Thế đối với viêm phổi thở máy thì nó có nhiều yếu tố nguy cơ, bao gồm là gì, có dùng thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch trong vòng 90 ngày trước đó, có tình trạng là sốc nhiễm khuẩn tại thời điểm chẩn đoán, có tình trạng là viêm phổi thở máy diễn biến ARDS, có tình trạng là bệnh nhân vào viện từ 5 ngày trở lên sau đấy thì mới xuất hiện tình trạng viêm phổi thở máy, thì nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng. Tiếp theo nữa là bệnh nhân trước khi mà viêm phổi thở máy có tình trạng là phải dùng cái liệu pháp thay thế thận hay là lọc máu nhân tạo. Thế còn đối với các cái yếu tố nguy cơ của bệnh viêm phổi thở máy thì chỉ có một yếu tố nguy cơ, đấy là bệnh nhân có dùng thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch trong vòng 90 ngày trước đó thôi, thì là có yếu tố nguy cơ phải nhiễm phải vi khuẩn đa kháng, còn lại thì là không, chúng ta có thể đánh giá là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thấp. Thế phối hợp kháng sinh trong vấn đề là nếu như bệnh nhân có nhiễm vi khuẩn đa kháng như thế nào, thì khuyến cáo năm 2017 của Hội châu Âu thì đưa ra là nếu như bệnh nhân đánh giá cái nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng và tỷ lệ tử vong, nếu như bệnh nhân có nguy cơ thấp nhiễm phải vi khuẩn đa kháng cộng thêm tỷ lệ tử vong dưới 15% thì chúng ta chỉ cần dùng một cái kháng sinh đơn trị liệu thôi. Khuyến cáo được đưa ra là sử dụng ertapenem, ceftriaxone, cefotaxime, moxifloxacin hoặc là levofloxacin. Còn nếu như bệnh nhân vào viện được chẩn đoán là viêm phổi, bệnh viện viêm phổi thở máy mà có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng cao cộng thêm hoặc với tỷ lệ tử vong trên 15% thì chia làm hai nhóm. Nếu như bệnh nhân có không có sốc nhiễm khuẩn thì chỉ cần là sử dụng một cái kháng sinh điều trị vi khuẩn gram âm cộng thêm cân nhắc phối hợp thêm là điều trị MRSA. Còn nếu như bệnh nhân có tình trạng là sốc nhiễm khuẩn thì sẽ phải là gì, sử dụng hai kháng sinh cover gram âm mà có cả cover cả trực khuẩn màu xanh nữa, và cân nhắc là phối hợp thêm cả MRSA. Còn khuyến cáo của sử dụng kháng sinh, lựa chọn kháng sinh đối với viêm phổi bệnh viện, không phải là viêm phổi thở máy, viêm phổi bệnh viện không, của hội của IDD 2016 thì người ta đưa ra cũng chia ra làm các cái nguy cơ, mức độ nguy cơ khác nhau, lựa chọn các loại kháng sinh khác nhau. Nếu như bệnh nhân có không không có yếu tố không có nguy cơ tử vong cao hoặc là không có nguy cơ nhiễm MRSA thì có thể lựa chọn một trong các kháng sinh, đấy là penicillin, taloxacam, cefepime, levofloxacin, imipenem hoặc là meropenem, sử dụng đơn trị liệu. Còn nếu như bệnh nhân không có nguy cơ tử vong cao nhưng có nguy cơ nhiễm MRSA thì sử dụng các kháng sinh trên cộng thêm vancomycin hoặc là lazolip ở cái cột thứ hai đấy. Còn nếu như mà bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao hoặc là có nguy cơ sử dụng dùng thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch trong vòng 90 ngày trước đó thì sẽ phải phối hợp hai cái loại kháng sinh với nhau và không sử dụng hai cái loại kháng sinh cùng nhóm beta-lactam, hay mà là sẽ lựa chọn trong một hai trong các cái loại kháng sinh bao gồm là piperacillin, tazobactam, cefepime hoặc là ceftazidime, levofloxacin, ciprofloxacin, imipenem, meropenem, amikacin, hoặc là tobramycin, atrionam, và lựa chọn hai trong các cái loại kháng sinh này cộng thêm là vancomycin hoặc là lazolip. Còn đối với cả viêm phổi liên quan đến thở máy thì khuyến cáo năm 2016 cũng đưa ra là sẽ phải lựa chọn ba cái kháng sinh. Thứ nhất là một trong các cái kháng sinh phủ về MRSA, đấy là vancomycin hoặc là lazolip cộng thêm một cái kháng sinh có phủ cover một thực quản màu xanh là beta-lactam, là một trong các cái kháng sinh đấy là piperacillin tazobactam, cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem hoặc là atrionam, phối hợp thêm một cái kháng sinh nữa cũng là phủ bao phủ để điều đánh trực khuẩn gram âm có phủ trực khuẩn màu xanh, tuy nhiên không phải là beta-lactam, bao gồm nhóm quinolone là ciprofloxacin, levofloxacin, nhóm aminoglycosid là amikacin, tazobactam, tobramycin hoặc là nhóm polymycin bao gồm là colistin hoặc là polymycin B. Đối với khuyến cáo 2016 thì người ta đưa ra là chọn một
kháng sinh ở cái cột thứ nhất của A cộng một kháng sinh ở cột B cộng thêm một kháng sinh ở cột C đối với bệnh nhân nếu như có yếu tố nguy cơ cao nhiễm phải vi khuẩn đa kháng mà chẩn đoán là viêm phổi thở máy. Thế thì đấy là điều trị theo kinh nghiệm. Thế sau khi chúng ta có cái căn nguyên cái kết quả cấy nuôi cấy về vi sinh về chúng ta có căn nguyên vi sinh thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại kháng sinh theo cái căn nguyên vi sinh, và đây là các cái căn nguyên vi sinh thường gặp ở bệnh viện Bạch Mai ở bệnh viện Dẫy thì ba cái vi khuẩn thường gặp nhất đấy là Acinetobacter baumannii, trực khuẩn màu xanh và Klebsiella pneumoniae. Tương tự như thế thì ở bệnh viện Gia Định, bệnh viện cấp cứu Trung ương, bệnh viện Lâm Đồng hay bệnh viện Thống Nhất thì tỷ lệ gặp mà ba cái vi khuẩn là Acinetobacter baumannii, trực khuẩn màu xanh và Klebsiella là cũng là cao nhất. Thế còn tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội theo dữ liệu của khoa vi sinh năm 2021 đối với dịch tiết dịch hô hấp nuôi cấy được phân lập được thì Acinetobacter baumannii cũng là cái căn nguyên vi sinh hay gặp nhất, chiếm khoảng 30% số cái số căn nguyên vi sinh mà có thể phân lập được từ cái bệnh phẩm dịch hô hấp. Thế ngoài ra thì các cái vi khuẩn thường gặp tiếp theo đấy là Klebsiella pneumoniae, trực khuẩn màu xanh và tụ cầu vàng, của tổng của ba cái vi khuẩn kia thì chiếm khoảng theo cái dữ liệu thì chiếm vào khoảng 50%. Còn lại là các cái vi khuẩn khác bao gồm E. coli, Enterococcus và các loại vi khuẩn khác. Thì sau đây thì em sẽ xin trình bày về các cái khuyến cáo cũng như là điều trị một số cái vi khuẩn thường gặp bao gồm là Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, E. coli, trực khuẩn màu xanh và tụ cầu vàng. Thì đây là cái mức độ nhạy cảm kháng sinh của Acinetobacter baumannii dữ liệu của bệnh viện Đại học Hà Nội năm 2019 và năm 2020. Chúng ta có thể thấy là dữ liệu của toàn bộ bệnh viện không phải của riêng khoa hồi sức cấp cứu thì thấy là cái tỷ lệ kháng với cả các cái loại kháng sinh điều trị cũng khá là cao tầm đến 70 đến 80% năm 2021 cũng tương tự như thế. Thì khuyến cáo năm 2016 của IDSA đối với Acinetobacter baumannii là có thể sử dụng các carbapenem và ampicillin somatostatin nếu như mà cái Acinetobacter baumannii phân lập được còn nhạy. Đấy, tuy nhiên là nếu như mà chỉ nhạy với cả polymyxin thì khuyến cáo được đưa ra là chuyển tinh mạch colistin hoặc là polymyxin B. Khuyến cáo thì không 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 khuyến cáo sử dụng là rifampicin và tigecycline để điều trị cho Acinetobacter baumannii. Tuy nhiên là khuyến cáo vừa mới nhất năm 2022 về điều trị các cái vi khuẩn gram âm đa kháng thì trong đó có là Acinetobacter baumannii kháng carbapenem thì người ta khuyến cáo rằng là polymyxin B có thể là sử dụng đơn trị liệu đối với trường hợp nhẹ và phối hợp với các cái loại kháng sinh khác trong trường hợp là nhiễm Acinetobacter baumannii trung bình hoặc là nặng. Còn colistin thì chỉ khuyến cáo là nên được ưu tiên hơn trong trường hợp là bệnh nhân nhiễm Acinetobacter baumannii đường tiết niệu. Thế còn vai trò của tetraxilin thì năm 2022 nó khác với cả năm 2016. 2016 thì người ta khuyến cáo là không đề xuất sử dụng tigecycline cho điều trị bệnh nhân nhiễm Acinetobacter baumannii. Tuy nhiên là trong những cái khuyến cáo 2022 thì tetraxilin có thể là sử dụng là một trong những cái kháng sinh gọi là kháng sinh phối hợp để điều trị. Thế còn đối với meropenem truyền kéo dài thì khuyến cáo năm 2022 người ta thấy rằng là truyền kéo dài liều cao meropenem có thể được xem là một trong những cái thành phần của cái gọi là kháng sinh phối hợp, cái phối hợp để điều trị. Và nếu như mà bệnh nhân có sử dụng meropenem truyền kéo dài phối hợp với cả polymyxin thì không khuyến cáo là chỉ phối hợp hai loại mà nên sử dụng thêm một cái kháng sinh phối hợp thứ ba để điều trị nếu mà Acinetobacter baumannii kháng với cả các bạn em. Và đối với kháng sinh sử dụng đường khí dung thì khuyến cáo mới nhất này thì người ta lại không 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 khuyến cáo là phối hợp thêm đường khí dung đối với bệnh nhân nhiễm Acinetobacter baumannii. Mà nếu như bệnh nhân đã được sử dụng các cái kháng sinh đường tĩnh mạch thì người ta cũng không khuyến cáo là phối hợp thêm khí dung. Trong thực tế thực hành lâm sàng thì chúng ta có thể là sử dụng khí dung
vẫn đang sử dụng khi dung colistin nếu như bệnh nhân nhiễm acetomani. Tuy nhiên là khuyến cáo là nếu như đã dùng đường tĩnh mạch rồi thì chúng ta không không sử dụng là đường khí dung nữa. Các con vi khuẩn thứ hai mà chúng ta cũng đang mà là một cái thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt đấy là Klebsiella pneumoniae. Nó thấy là dữ liệu của năm 2021 của khoa vi sinh bệnh viện Đại học Hà Nội thì tỷ lệ kháng với cả các bên là khoảng 65% đối với Klebsiella, với các cái cephalosporin thì kháng chiếm khoảng 50%. Đấy là dữ liệu của toàn bộ bệnh viện. Còn dữ liệu của khoa hồi sức cấp cứu thì chúng ta thấy là tất cả cái tỷ lệ mà kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae tại khoa hồi sức cấp cứu đều cao hơn so với cả là tổng cái dữ liệu của cả bệnh viện. Và khuyến cáo năm 2016 của IDSA đây thì nó, người ta không đưa ra khuyến cáo cụ thể dành cho Klebsiella pneumoniae mà người ta chỉ đưa ra các cái khuyến cáo về các cái vi khuẩn gram âm sinh beta sinh FBL hoặc là vi khuẩn gram âm kháng các bên em. Thì khuyến cáo mới nhất 2022 của IDSA đây về điều trị các cái gram âm đa kháng thì người ta cũng đưa ra về cái khuyến cáo dành cho Klebsiella pneumoniae. Đấy là nếu như bệnh nhân nhiễm Klebsiella pneumoniae mà kháng với cả etabenem và meronem thì khuyến cáo được đưa ra là nên lựa chọn các cái kháng sinh mới, ví dụ như là cetazidin, avibactam, meropenem, vabopactam hay là imipenem, cilastatin và relebactam là những cái lựa chọn sử dụng đơn trị liệu để điều trị cho những cái vi khuẩn thấy được vi khuẩn là các Klebsiella pneumoniae mà đã kháng với cả cả etabenem và meropenem. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn cái loại kháng sinh này nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái con Klebsiella pneumoniae này kháng các papanema này thì nó sinh các cái loại các papanema này khác nhau, ví dụ như là metallo, beta-lactama hay là oxacillina hay là Klebsiella pneumoniae beta-lactama khác nhau thì nó sẽ lựa chọn các cái loại kháng sinh khác nhau. Đấy. Thế còn về khuyến cáo của tetracycline thì cũng có thể lựa chọn tetracycline làm một cái kháng sinh là để là phối hợp kháng sinh là lựa chọn để phối hợp cùng với cả việc là chúng ta điều trị là vẫn có khuyến cáo để sử dụng các cái tetracycline cho điều trị Klebsiella pneumoniae. Thế còn với polymyxin thì sao? Thì nếu mà chúng ta nuôi cấy ra Klebsiella pneumoniae thì polymyxin B và colistin thì không được khuyến cáo để sử dụng điều trị các cái nhiễm trùng do Klebsiella mà kháng với cả các bạn bên em. Colistin có thể là sử dụng trong cái trường hợp là bệnh nhân có cystatic tức là viêm tiết niệu. Thế còn phối hợp kháng sinh thì không được khuyến cáo là sử dụng hàng ngày để điều trị cho Klebsiella pneumoniae nếu như mà nuôi cấy ra có nhạy cảm với cả các cái kháng sinh mới, ví dụ như là các cetazidin, avibactam hay là meropenem, vabopactam. Thế thì cái việc mà chúng ta phân lập được Klebsiella pneumoniae và chúng ta làm được các cái xét nghiệm về về các cái men các ba panama khác nhau của cái chủng vi sinh này cũng sẽ là một cái hướng để chúng ta thay đổi khác nhau. Ví dụ như ở Mỹ thì người ta thấy là gì? Klebsiella pneumoniae các ba panama hay là KPC là cái men các papanema hay gặp nhất. Ngoài ra thì còn có các cái men các papanema ví dụ như là Neodehy, Verona integron là Neodehy là NDM, Verona integron là VIM hay là imipenem hydrolyzing là IMP và oxacillina là OSA48 lại là các cái men các papanema mà chúng ta có thể làm xét nghiệm được và chúng ta có thể sử dụng các cái phác đồ khác nhau nếu như mà chúng ta xác định được cái loại Klebsiella có các cái men các papanema này khác nhau đấy. Thế thì một cái review năm 2018 về Klebsiella đa kháng để về điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn đối với Klebsiella đa kháng thì người ta đưa ra một cái sơ đồ, một cái lưu đồ để chẩn đoán và điều trị. Thì nếu như bệnh nhân có tình trạng sepsis và nuôi cấy ra Klebsiella pneumoniae mà bệnh nhân có cái ổ nhiễm khuẩn chúng ta sẽ phải là giải phóng cái ổ nhiễm khuẩn đấy, ví dụ như là có áp xe hay là áp xe phổi hay là
là áp xe màng phổi gì đấy mà nó gây ra áp xe neva thì chúng ta sẽ phải giải phóng ở áp xe đấy. À. Và chúng ta nếu như mà nó gây ra và phân lập được là nếu như bệnh nhân nhiễm phải Klebsiella có sinh KPC hoặc là oxacillin na, chúng ta sẽ lựa chọn cái kháng sinh đấy là cetazidin avibactam phối hợp, có thể cân nhắc phối hợp với vancomycin hoặc là fosfomycin hoặc là colistin. Nếu như mà chúng ta không có cetazidin và avibactam, chúng ta sẽ có thể lựa chọn các cái lựa chọn option 2, 3, 4, 5 ở đây. Đấy là colistin, meronem, cân nhắc phối hợp vancomycin, fosfomycin hoặc là colistin phối hợp với vancomycin hoặc là fosfomycin. Option 4 là colistin phối hợp với rifamycin. Option 5 là double carbapenem bao gồm etapenem, meropenem và cân nhắc phối hợp với vancomycin và colistin. Nếu như mà bệnh nhân đấy chúng ta làm đánh giá mix với colistin và meronem thì nếu như mà mix meronem dưới 64 mg/L chúng ta sẽ lựa chọn và colistin thì nhạy chúng ta sẽ lựa chọn là option 1 hoặc option 2, tức là gì cetazidin avibactam phối hợp cân nhắc phối hợp với vancomycin hoặc fosfomycin hoặc colistin, hoặc là option 2 là colistin phối hợp với meropenem cân nhắc phối hợp thêm vancomycin và fosfomycin. Còn nếu như mà mix meropenem mà trên 65 mg/L một colistin còn nhạy chúng ta sẽ lựa chọn là option 1 hoặc option 3 hoặc option 4. Chúng ta đấy, còn nếu như mà mix colistin trên 64 mg/L và colistin kháng thì chúng ta sẽ lựa chọn là option 1, tức là sẽ là avibactam, option 4 là colistin cộng rifampicin hoặc option 5 là etapenem, meropenem hoặc cân nhắc phù hợp vancomycin và colistin. Còn nếu như mà bệnh nhân nuôi cấy ra Klebsiella pneumoniae và làm về các papillomavirus mà sinh ra là MPL, VIM hay NDM thì chúng ta sẽ lựa chọn là option 2, lựa chọn các option lại còn lại. Chúng ta sẽ không lựa chọn option 1 nữa. Thì đây là các cái kháng sinh mới trong trong cái bài báo đấy, người ta cũng đưa ra các cái kháng sinh mới trong việc là điều trị Klebsiella pneumoniae và những cái kháng sinh mới có thể kể đến là cefiderocol, cetazidin avibactam, meropenem, pamrotam, imipenem, relebactam là các cái và các cái kháng sinh khác. Thì chúng ta thấy là các cái kháng sinh mới có thể là sẽ có những cái giá trị mới và còn để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Klebsiella đa kháng. Thì hiện tại chúng ta đang có cái chế phẩm là Davoceta, đấy chính là cetazidin avibactam, là một trong những cái cứu cánh chúng ta khi mà chúng ta điều trị bệnh nhân nhiễm Klebsiella đa kháng mà đã kháng hết với các kháng sinh còn dùng. Hiện tại chúng ta đang có một cái vũ khí mới đấy là cetazidin avibactam để điều trị cho bệnh nhân. Tiếp theo là về E. coli, thì dữ liệu vi sinh cho thấy là tình trạng E. coli thì đã gần như là tỷ lệ kháng kháng sinh đối với nhóm quinolone và cephalosporin là khá là cao, nên đến khoảng khoảng 60 đến 70% là đã kháng với cả quinolone và cephalosporin. Tuy nhiên là nhóm các anh em thì E. coli vẫn còn nhạy. Dữ liệu tại khoa hồi sức cấp cứu và gây mê hồi sức chúng ta thấy là gì? Các cái nhóm E. coli thì vẫn còn nhạy với cả các anh em. Và khuyến cáo thì nếu như mà các cái enterococcus mà còn nhạy với cả các anh em thì chúng ta khuyến cáo là sử dụng các anh em đơn trị liệu và chúng ta nên sử dụng là meropenem truyền kéo dài liều cao là lựa chọn ưu tiên để điều trị những cái vi khuẩn này. Còn trực khuẩn mủ xanh thì đối với trực khuẩn mủ xanh thì dữ liệu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho thấy là cũng đã tỷ lệ kháng cũng khá là cao, khoảng 40-60% thì đã kháng với các nhóm kháng sinh thường dùng. Thế thì đối với khuyến cáo năm 2016 của IDS đây thì người ta khuyến cáo là đối với trực khuẩn mủ xanh nếu như mà bệnh nhân không có tình trạng nặng thì có thể là sử dụng đơn trị liệu kháng sinh. Tuy nhiên là nếu như bệnh nhân có tình trạng sốc nhiễm khuẩn hoặc là có nguy cơ tử vong cao thì và cái khuẩn nó cấy trực khuẩn mủ xanh mà còn nhạy cả hai loại kháng sinh, nhạy với cả các loại kháng sinh thì có thể là cân nhắc phải sử dụng phối hợp hai loại kháng sinh phối hợp với nhau và hai loại đấy thì để được ưu tiên hơn hơn là chúng ta dùng đơn trị liệu mà hai loại kháng sinh đấy thì nó còn có tác dụng trên thực phẩm màu xanh. Khuyến cáo mới năm 2022 đối với thực phẩm màu xanh thì nếu như mà bệnh nhân thực phẩm màu xanh phân lập được là vi khuẩn đa kháng
và còn nhạy với cả các cái không phải các cái beta lactam, không phải các gabapentin, ví dụ như là piperacillin, tazobactam, cefazidin, cefepime hay là atropine, thì khuyến cáo là vẫn sử dụng các cái kháng sinh đấy hơn là sử dụng các gabapentin. Nếu như mà trường hợp mủ xanh mà đã kháng hết với cả các gabapentin, tuy nhiên là còn nhạy với cả các cái beta lactam cổ điển, thì chúng ta có thể sử dụng là liều cao và truyền kéo dài, phác đồ liều cao truyền kéo dài các cái beta lactam kinh điển cổ điển là các kháng sinh vừa được trình bày. Còn nếu như mà bệnh nhân mà nhiễm thực quản màu xanh ở tình trạng là nặng, trung bình hoặc nặng, đã kháng hết các gabapentin, tuy nhiên là vẫn còn nhạy cảm với cả các cái beta lactam cổ điển là cetazidin, cefepime, atropine hay là piperacillin, tazobactam, thì khuyến cáo được đưa ra là sử dụng các cái beta lactam mới, các cái mới, nếu như mà sử dụng các cái beta lactam mới mới đơn trị liệu nếu như mà cái kháng sinh này là nhạy cảm, ví dụ như là ceftolozan, tazobactam hay là cetazidin, avibactam, imivenem, silazidin, relebactam. Thế thì trực khuẩn mủ xanh thì khuyến cáo của người ta của ADSA 2022 người ta đưa ra cái khái niệm là trực khuẩn mủ xanh đa kháng là cái khuyến cáo vừa được trình bày sau. Còn một cái khái niệm nữa là trực khuẩn mủ xanh khó điều trị hay là difficult to treat, là tức là được định nghĩa là cái trực khuẩn mủ xanh mà đã kháng hết với tất cả các loại kháng sinh bao gồm là piperacillin, tazobactam, cetazidin, cefepime, atropine, meropenem, imivenem, cipro-florazine và levofloxacin. Tức là khi mà bệnh nhân ở trực khuẩn mủ xanh đã kháng hết với toàn bộ những cái kháng sinh này thì là trực khuẩn mủ xanh có điều trị, thì khuyến cáo được đưa ra là sử dụng các cái kháng sinh beta lactam mới, ví dụ như là ceftazolan, tazobactam, cetazidin, avibactam và imivenem, silazidin, relebactam, và chỉ sử dụng là đơn trị liệu thôi. Đó. Và khuyến cáo cũng đưa ra là không nên sử dụng là kháng sinh đường khí dung hàng ngày đối với bệnh nhân mà nhiễm phải trực khuẩn mủ xanh khó điều trị. Cái vi khuẩn cuối cùng đấy là tụ cầu vàng. Thì tụ cầu vàng dưới lượng vi sinh tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì cho thấy là ở đây không làm kháng sinh đồ với cả phân khúc vi sinh, không thấy, tuy nhiên là vẫn còn 99,5% là còn nhạy với cả lazolit. Và khuyến cáo thì cũng đưa ra là nếu như mà MRSA thì chúng ta sẽ sử dụng là hoặc là vancomycin hoặc là azulis cho việc điều trị là tụ cầu vàng. Thì nếu như chúng ta xác định được cái căn nguyên vi sinh mà chúng ta điều trị thì thời gian điều trị như thế nào? Thông thường là 7 ngày. Tuy nhiên là gì chúng ta có thể kéo dài đến 15 đến 21 ngày tùy thuộc theo loại vi khuẩn gây bệnh và cơ địa bệnh nhân. Và quyết định dừng kháng sinh thì sẽ dựa vào đáp ứng lâm sàng và có thể dựa vào kết quả xét nghiệm procalcitonin, nồng độ khuyến cáo ngừng là từ 0,25 đến 0,5 nanogram trên lít. Thì cụ thể thì như thế nào? Thì ở đây là một cái review năm 2018 về cái cách sử dụng là procalcitonin để hướng dẫn sử dụng kháng sinh. Thì nếu như mà cái giá trị của procalcitonin là trên 0,5 nanogram trên lít hoặc là từ 0,25 đến 0,5 nanogram trên ml thì cái khuyến cáo là không nên ngừng kháng sinh ngay. Nếu như mà cái giá trị procalcitonin chúng ta xét nghiệm ra là dưới 0,1 nanogram trên ml hoặc là đã giảm 90% so với giá trị cao nhất thì chúng ta nên cân nhắc là dừng kháng sinh ngay. Hoặc là nếu như mà giá trị procalcitonin từ 0,1 đến 0,25 đến nhỏ hơn 0,25 nanogram trên ml và đã giảm hoặc là giảm trên 80% cái giá trị ban đầu, giá trị cao nhất của procalcitonin ở trong những ngày trước đó thì chúng ta cũng nên là dừng kháng sinh. Tuy nhiên là vẫn phải phụ thuộc vào cái dấu hiệu lâm sàng. Thì nếu như mà chúng ta làm lại procalcitonin sau 1 đến 2 ngày, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định, có nguy cơ cao, có viêm phổi và có viêm phổi thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng kháng sinh bất kể là kết quả của procalcitonin như thế nào. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng procalcitonin xét nghiệm về và thấy là gì giá trị nó về đạt cái mức mà chúng ta có thể là khuyến cáo để dừng kháng sinh được rồi. Tuy nhiên là gì cái thời gian sử dụng kháng sinh mà chưa đủ theo khuyến cáo thì chúng ta vẫn tiếp tục phải sử dụng kháng sinh để đủ theo cái thời gian khuyến cáo.
Còn nếu như mà bệnh nhân cái giá trị của corticosteroid còn cao thì cân nhắc là thất bại trong điều trị và chúng ta cân nhắc là thay đổi kháng sinh. Thế về kết luận thì điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy là phụ thuộc vào các khuyến cáo và tình hình kháng sinh, tình hình vi sinh cũng là tình trạng kháng sinh tại cơ sở điều trị, và chúng ta nên xuống thang sớm khi có kết quả nuôi cấy và ngừng kháng sinh sớm nhất có thể, và các kháng sinh mới ví dụ như là cetazidin và mang lại hiệu quả trong các cái trường hợp mà bệnh nhân đã kháng với cả các cái kháng sinh mà chúng ta đang sử dụng rồi. Bài báo cáo của em xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn.